xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm một cái clip để trao đổi ngắn với các bạn về một cái kỹ thuật à, nếu như các bạn không để ý thì các bạn cũng không biết được à, cái kỹ thuật này sẽ giúp ích cho các bạn làm những cái gờ phào gờ chỉ mà dạng nó cái đường dẫn của nó 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 đi ở hai cái mặt vuông góc với nhau như thế này tức là khi mà chúng ta làm những cái công trình hoặc là khi chúng ta vẽ những cái bộ phận mà nó có những cái gợi chỉ như này đặc biệt là khi các bạn làm những công trình mà dạng cổ điển hoặc là tân cổ điển tức là hoặc là có cái đường nét cổ điển thì các bạn ít nhiều bạn sẽ gặp những cái gợi chỉ mà nó có cái dạng là nó phát triển ở hai cái mặt vuông góc với nhau như thế này thì cái cơ chỉ này thông thường chúng ta sẽ dựng bằng cái sweep và đúng rồi nhưng mà khi mà sweep thì nếu như mà tất cả những cái đường mà dẫn chúng ta nó cùng một mặt phẳng thì dễ rồi nhưng mà khi mà nó có bắt đầu xuất hiện mặt khoảng thứ hai ví dụ như những cái, cái sweep và những cái góc như thế này tức là hai mặt không có với nhau thì nó sẽ hơi làm khó chúng ta một chút xíu thì ở đây mình sẽ trao đổi với các bạn cái cách để chúng ta xử lý một cách nhanh nhất có thể thì ở đây cách thứ nhất á, các bạn khi các bạn làm cái gờ chỉ này á, thì chúng ta sẽ làm gì Nên chúng ta sẽ tách làm hai đoạn ví dụ như trong trường hợp này khi chúng ta vào trong edit uh, place ở đây và chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái sự một cái sự nó sẽ ví dụ như các bạn sẽ ngắt ra À, và một cái swip nó sẽ đi từ đây qua đây đúng không ta sẽ vào trong edit swip để các bạn cho các bạn xem nhé thì bây giờ là một cái swip như này và các bạn sẽ có một cái đường dẫn của nó à, đến ngang cái đoạn này tức là các bạn sẽ dùng cái đoạn à, nối ở đây coi như là các bạn một cái cái mặt phẳng này cái đoạn này thành cái đoạn nối và các bạn sẽ ngắt làm hai đoạn một đoạn tới đây à, xong rồi đến cái đoạn ở bên này tức là hai cái đoạn ở bên này chúng ta cũng làm cái sweep và cái đường dẫn của nó, nó sẽ bắt đầu từ đây qua đây nó chẳng hạn như thế và ta sẽ ghép hai cái sweep lại với nhau thì chúng ta sẽ có được một cái à sweep nó đầy đủ như thế này, một cái g chỉ tường như thế, đầy đủ như thế này. À, đó là cách thứ nhất, chúng ta sẽ ngắt ra. Ví dụ trong trường hợp này cũng thế thôi, ví dụ cái đoạn sweep này thì các bạn nếu như các bạn muốn tạo đây thì các bạn sẽ tạo để ngang đây, các bạn sẽ dùng cái đoạn nối ở đây. À, một cái đoạn sẽ dùng cái mặt phẳng nằm ngang, các bạn sẽ mặt phẳng nằm ngang này các bạn có thể là, là dính cái sweep này. Rồi cách thứ hai thì về mặt thao tác thì nó đơn giản hơn một chút xíu. Ví dụ như trong trường hợp này mình à, cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm như sau, đúng không? Uh, ví dụ như đối với lại cái đoạn uh, swipe này đúng không? Thì chúng ta sẽ vào, vào trong uh, cái uh, architecture chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, module in play như bình thường và chúng ta sẽ cho nó category sang cái phần là quên. Và chúng ta sẽ đặt là uh, g chỉ không ba chẳng hạn như thế. Uh. thì chúng ta vẫn tạo bằng cái công cụ square như bình thường nhưng mà lúc này trong công cụ square nó có một cái chức năng nữa là cái chức năng pick path này thì cho phép các bạn là tạo ra những cái đường dẫn ở trong không gian qua chiều một cách các bạn sẽ pick vào những cái bề mặt khác nhau à, khi mình chọn cái này để mình, à, mình tạo đường dẫn thì chúng ta sẽ có là cái gì ví dụ như ở đây mình muốn tạo một cái g chỉ à, đi đi theo cái ông này đúng không nếu như ở đây thì mình sẽ pick thôi à, Được rồi để trước đó thì mình sẽ à, hai cái ẩn cái g chỉ đang có đi đó để cho các bạn dễ nhìn không à thì ở đây mình sẽ hai in view element và mình sẽ tạo lại một lần nữa component model in place và mình sẽ cho nó cái sang category là words <laughs> lúc này mình sẽ dùng cái switch và mình sẽ vẽ đường dẫn bằng cái pick path này ở đây mình sẽ pick path khi các bạn pick path thì rõ ra là cái việc mà các bạn uh, Pick phát ở những cái bề mặt khác nhau thậm chí là hai ba bề mặt vuông góc với nhau này các bạn đều đều pick được hết thì chúng ta sẽ pick được. mà ta bấm finish. ơi ở, ở ví dụ ở trong trường hợp này chúng ta bấm finish xong thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ load cái profile chúng ta vào. Thì thường làm người chỉ thì các bạn nên tạo các profile và các bạn sẽ load vào đây. Điều như chúng ta sẽ select profile đúng không? Và chúng ta sẽ đưa vào ở đây là mình có sẽ tạo là hai uh, đẹp profile hiện đó và chúng ta sẽ load vào trong này. Điều như ở đây load. và chúng ta sẽ select profile chúng ta sẽ đưa vào ví dụ như thế này và sau đó thì khi các bạn có profile vào rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đảo ngược lại và chỉnh vị trí cho nó ở đây chúng ta sẽ flip nó lại rồi chúng ta sẽ quay nó một cái góc là 180 trăm tám độ Đây thì vertical chúng ta sẽ cho nó dâng lên ví dụ như là cái này là 150. Mình sẽ cho nó cao lên. Apply. Đó. nó sẽ có một cái profile như này và chúng ta bấm finish thôi. Thì các bạn sẽ thấy là rất là nhanh chóng nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái profile đó nó chạy theo cái như này với cái đường dẫn là theo không gian ba chiều và chúng ta ở chỗ này chúng ta sẽ khai báo cái vật liệu cho nó vào trong cái material này và chúng ta bấm finish thì chúng ta sẽ có được một cái rất nhanh chóng chúng ta sẽ có một cái gợi chỉ như thế này đây là cái gợi chỉ mà chúng ta vừa mới à, tạo ra không? gc03 đó mình sẽ tô màu cho các bạn xem rồi À, tương tự như vậy thì đối với lại cái 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 khung bao này Nhưng mà khi các bạn à, tạo đây thì các bạn à, lưu ý nha Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có Nếu chúng ta tạo cái đường dẫn bằng cái pick path đó Thì chúng ta có một cái đặc điểm đó là Khi các bạn vào edit play à, Edit in play và các bạn à, edit sweep này Thì những cái đường dẫn mà chúng ta à, tạo bằng cái này thì, thì chúng ta sẽ không có biên soạn được nó Ví dụ như chúng ta sẽ không giống như cái đường dẫn Mà chúng ta vẽ bằng cái sketch Tức là chúng ta chỉ có thể là pick thôi Pick thêm hoặc là bỏ bớt đi tức là chúng ta hoặc là chúng ta có thể là à, hoặc là à, chúng ta có thể là à, thu ngắn lại tức là mỗi cái đoạn này nó có một cái đường thẳng thì chúng ta có thể à, thu lại những cái đường dẫn này chứ chúng ta không thể biên soạn được thêm chúng ta không có vẽ thêm ví dụ chúng ta muốn uh, muốn bo tròn góc này hay là chúng ta muốn uh, vẽ thêm đường này được kia thì không được vì chúng ta đang dùng là pick 3d x nó là cái cái uh, chọn cái cái đường mà uh, cái cạnh 3d của nó là được đó là cái 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 nhược điểm của cái phương pháp này rồi cái phương pháp này nó sẽ có một cái à, ví dụ như đối với lại cái làm tương tự đối với lại đối với cái máy vòng này ví dụ như ở đây là cái máy vòng mà tạo bằng hai đoạn đúng không chúng ta sẽ là hai à, chúng ta sẽ để đây ờ, chúng ta sẽ tạo ra một cái cũng làm tương tự như thế nữa nó có một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa để mình tạo thêm cái này thì mình sẽ nói cho các bạn biết đó là chúng ta sẽ à, tiếp tục là chúng ta sẽ tạo thêm một cái gợi chỉ ở chỗ này nữa world chúng ta sẽ gc04 và trong cái gc04 này mình lại sweep và mình lại tiếp tục là dùng cái sketchpad à, xin lỗi bằng cái pickpad này thì đối với lại cái g chỉ của cái khu vực đối với những cái đường cong khi mà bạn vẽ những cái máy vòng cong vào trong trường hợp này ví dụ như cái máy vòng cong ở bên dưới này á, đây là một cái cung một cái cung tròn nhưng mà nó không phải là một nửa hình tròn tuyệt đối mà nó chỉ là một cái cung nó chưa được một nửa hình tròn thì khi mà nó các bạn xử lý cái đường tiếp giáp với đường thẳng thì góc này nó xử lý rất là ngọt ngào nhưng mà khi mà các bạn mà vẽ một cái khi các bạn pick pick này và đây là một cái cung tròn mà cái cung này là cái cung bán nguyệt luôn tức là một nửa đúng một nửa hình tròn luôn và nếu như mà các bạn nếu như mà các bạn xử lý không có tốt ví dụ như các bạn pick cái đường trên này chẳng hạn như thế mình nói các bạn như ví dụ như chúng ta pick cái đường trên này với cái đường dẫn của nó ở trên này trên này như thế này ví dụ chúng ta có cái đường dẫn như này và chúng ta bấm finish nha khi chúng ta dựng thì chúng ta thường pick như thế chúng ta sẽ chọn cái profile ví dụ mình sẽ load cái profile là 2D profile máy vào ở đây mình sẽ select profile ở đây là uh, profile máy đây đây là cái profile mình mình vừa mới load vào đó thì mình sẽ có là 90 độ apply à, uh, chắc là âm chín mươi nha. Đây, nếu như nó nằm như thế này và các bạn bấm finish ở trong trường hợp này, thì các bạn sẽ thấy này, ở đây là cái 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 góc, cái 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 chỗ mà xử lý của nó là cái chỗ này, cái chỗ tiếp giáp giữa cái cung bán vì tức là đúng một nửa hình tròn này với lại cái đường dẫn nằm ngang này nó hơi bị kỳ cục, tại vì nó xè vô trong như thế này. Thì cái vấn đề này thì các bạn sẽ giải quyết như thế này, Ở đây là mình sẽ lại phải edit sweep lại nha thì bây giờ trong trong trường hợp như thế này mình sẽ pick path lại, đúng không? À, thứ nhất là mình sẽ không có pick path ở trên đỉnh nữa mà mình sẽ phải là tính toán và mình pick path vì trong trong trường hợp này là mình có một cái mô đồ để sẵn rồi để mình có thể pick thì bây giờ mình sẽ pick rất là nhanh thôi, là mình sẽ pick 3ds rồi mình sẽ pick cái cạnh dưới này, đây, đây, cái cạnh lòng trong của cái của cái cấu trúc này, đây là cái cạnh lòng trong mà chúng ta có thể pick được. Đó. nếu như các bạn không có cái cấu trúc mà nó có sẵn như thế này tại vì các bạn vẽ mới và nhận qua đây là mình minh họa cho bạn xem thì các bạn có thể dùng các cái công cụ là reference plan này các bạn tạo thêm reference plan ở đây và các bạn sẽ uh, vẽ theo thì khi mà mình đã tích nó rồi á, thì mình sẽ finish nha finish là sau đó thì mình sẽ uh, select profile đây và mình sẽ bắt đầu lại mình điều chỉnh lại cái profile này thì cái profile này ví dụ như mình sẽ để góc quay của nó lại là không ví dụ như apply à, uh, nó sẽ ừ Philip nữa à, xin lỗi trăm tám mươi như vậy ok nó nằm như thế này và khi mà các bạn để các bạn có thể là có thể là lựa triệt tiêu được cái góc mà nó xòe ra khi mà nó tạo đường tiếp giáp giữa cái đường này với cái đường này ồ thì các bạn sẽ chọn cái đường dẫn như thế này và các bạn sẽ thấy là ở chỗ này nó có một cái đoạn thẳng này khi các bạn chọn đường dẫn ở bên trong thì chúng ta có một cái đường thẳng nhưng mà khi các bạn chọn những đường, đường dẫn bên trong thì cái điểm mà bắt đầu cái điểm canh của cái profile này nó không phải cái điểm đỉnh nữa mà nó là cái điểm ở bên dưới này như vậy thì ở đây ví profile của mình nó cao là 210 thì mình sẽ nhập nó lên là 210 à, âm 210 nhé này và nó sẽ nằm như thế này và ta sẽ bấm finish Thì khi các bạn mà bấm finish xong thì chúng ta sẽ tạo được một cái sweep profile như thế này và khi chúng ta có tạo này thì các bạn để ý là cái góc này bây giờ nó không còn có bị cái góc này nó không còn có bị xòe nữa mà chúng ta có một cái profile nó ok như thế này chúng ta bấm finish nha finish thì bây giờ mình sẽ ẩn cái cái này cái màu vàng là cái mà ban nãy ban đầu nó tạo bằng cái ghép hai cái các bạn ví dụ ở đây mình sẽ ẩn nó đi hai view để mình nhé à, xin lỗi các bạn như mình ẩn ẩn nhầm nha đây chúng ta sẽ có là GC04 chúng ta mới tạo ra còn cái này là phào vào vào mái chúng ta là cái góc à, hai element thì chúng ta sẽ còn lại cái GC04 là cái chúng ta vừa mới tạo ra bằng cái việc chúng ta pick 3d và cái đường dẫn chúng ta sẽ chọn như này thì chúng ta sẽ có một cái đường dẫn nó gọn gàng như này và tất nhiên là bây giờ mình sẽ tô nó cho các bạn xem nha GC mình sẽ cho nó cái GC04 cái mã của nó này. đây này nó sẽ tô vàng nhớ bạn rồi thì đó là cái mà mình muốn trao đổi trong clip này tức là cái kỹ thuật mà chúng ta có thể là À, tạo ra được những cái sweep bằng cái pick 3D và các bạn lưu ý là khi mà pick line 3D thì chúng ta chỉ có điều chỉnh cái điểm ghép nối này thôi chúng ta chứ không có chúng ta sẽ không có điều chỉnh được cái uh, các cái tiếp nối, các cái fillet, những cái góc này kia tự do như cái sketch rồi trong trường hợp, bây giờ lại trong trường hợp mà các bạn muốn uh, các bạn, trong trường hợp mà các bạn muốn có một cái À, đường dẫn mà các bạn có thể biên soạn được thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất đầu tiên là các bạn sẽ phải mượn những cái mặt phẳng tạm. Ví dụ như ở đây mình sẽ xét cái mặt phẳng là cái mặt phẳng nằm à, ngang này. Ví dụ như pick Plan ở đây. Bây giờ mình sẽ xét mặt phẳng đó, mình sẽ show mặt phẳng lên cho các bạn nếu như các bạn không quen. Vâng, và trong trường hợp này ví dụ như mình sẽ, sau đó thì mình sẽ dùng cái model line này, model line và mình sẽ pick line để mình vẽ những cái đường dẫn này. Ví dụ như ở đây mình vẽ cái đường dẫn này, mình vẽ đường dẫn này, Đúng không? sau đó thì à, mình pick vào cái đường dẫn này, mình pick cái đường dẫn này rồi à, kế đến là bây giờ mình sẽ lại tiếp tục mình xét mặt phẳng nha, mình sẽ mặt phẳng mình pick a plan tiếp và mình sẽ xét mặt phẳng của nó là cái mặt trước của cái máy này rồi rồi mà sâu lên cho các bạn sau lên như bạn xem và sau đó thì mình lại model line tiếp và mình sẽ pick vào cái đường dẫn là cái à, đây cái đường dẫn là mình sẽ pick vào cái đường này rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái à, mình sẽ dùng cái công cụ chọn mình filter mình chích nên mình lọc những cái line này ra tức là khi mà các bạn muốn có một cái đường dẫn và theo ý các bạn cho mình isolate nó nha thì bây giờ các bạn sẽ có như gì ở đây chúng ta sẽ có là cái đường dẫn này thì chúng ta sẽ à, thu nó về đây chẳng hạn như thế à, cái đường bên này thì chúng ta sẽ thu nó về đây à, thì với những cái đường dẫn như thế này thì các bạn có thể thoải mái các bạn biên soạn được nó thôi với điều kiện là hai ví dụ như hai đường này hai cái đường này là hai cái đường cùng một mặt phẳng trong lúc quá trình chúng ta tạo thì lúc này chúng ta có thể là ví dụ chúng ta có thể là biên soạn cái uh, chúng ta có thể là biên soạn cái 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 đường này à, xin lỗi nè à, xin lỗi các bạn nha ở đây mình sẽ phải khi mà các bạn uh, muốn biên soạn thì các bạn sẽ phải xét mặt phẳng ngược lại ví dụ các bạn xét ngược uh, lại cái mặt phẳng này đây. ngon và chúng ta sẽ lại uh, chọn những cái đường này chúng ta bấm filter và chúng ta sẽ check nên chúng ta chọn like isolate cho dễ xem thì bây giờ chúng ta muốn là à, biên soạn thì nó sẽ vào model line ví dụ như ở đây các bạn muốn vẽ thêm hay là các bạn muốn bo góc này nó sẽ bo góc này chẳng hạn như thế thì các bạn sẽ có được những cái đường dẫn mà bo theo ý muốn của bạn hoặc là các bạn muốn vẽ thêm à, các bạn muốn vẽ thêm gì đó rồi các bạn muốn bo gì đó thêm thì chẳng hạn như các bạn muốn biên soạn tất nhiên là sau khi các bạn biên soạn xong cái đường dẫn theo ý các bạn xong rồi á các bạn bo tròn rồi các bạn vác cạnh gì đó thì chúng ta lại tiếp tục là component model in place rồi để cho nhanh ấy, thì mình à, mình để tạo cây sư quốc cho nhanh nha ở đây để vẽ cho vui thôi mà ở đây giống là để cây quốc cho nhanh sau đó thì mình bắt đầu lại sweep và bây giờ thì mình sẽ dùng cái pick path tiếp thì bây giờ các bạn sẽ có những cái đường dẫn này các bạn có thể pick theo à, chẳng hạn như thế không? và finish đó. finish xong thì chúng ta sẽ select profile chúng ta sẽ cho một cái profile này đi chẳng hạn như thế đó. và chúng ta sẽ bấm finish rồi chúng ta sẽ có được một cái gợi chỉ theo ý chúng ta tức là chúng ta sẽ mượn cái đường ở đây là cái cách rồi mượn cái mặt phẳng uh, work plan để chúng ta có thể mua đồ được những mô đồ line để làm cái đường đường dẫn sau đó chúng ta biên soạn cái đường dẫn xong thì chúng ta chỉ việc pick line theo cái đường dẫn thôi thì chúng ta sẽ được một cái gợi chỉ như thế này thì đó là cái cái mà văn nãy mình có trao đổi với bạn đối với những cái đường phức tạp và các bạn muốn biên soạn nó thì các bạn sẽ dùng một cách trung gian là dùng cái model line kết hợp với cái mặt phẳng tạm reference plan nha các bạn rồi rồi à, chúng ta sẽ được một cái đối tượng như này thì chúng ta gọi là đối tượng này chúng ta vẽ cho vui thôi chúng ta vẽ để minh họa các bạn thao tác còn lại về thao tác cơ bản thì đó là cái thao tác pick line giúp cho các bạn là vẽ được trao đổi các bạn pick line để các bạn có thể là vẽ được những cái cơ chỉ ở những cái hai mặt vuông góc với nhau à, nội dung clip xin phép kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip trao đổi kinh nghiệm và xử lý giải viết kế tiếp nhé xin chào và hẹn gặp lại